một đuôi, hai đuôi, ba đuôi, bốn đuôi. Đấy. Đó, và đây là lý do tại sao lại những cái con chó mà poodle hay là có corgi các thứ ấy là nó bị mất đuôi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì đến hôm nay là ngày thứ 5 con mập nó đẻ rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là tại sao con chó này nó lại cụt đuôi. Đấy, những cái dòng chó này poodle nó lại cụt đuôi. Đa số là chúng ta sẽ thấy là những con chó nó sẽ có đuôi đúng không? Đấy, khi mà nào mà nó gặp chủ ấy, nó sẽ vui mừng. Nói về là cụt đuôi các thứ ấy thì về những cái dòng mà poodle hay là corgi này, ngày xưa mình chưa nuôi những cái bọn này đâu, mình cứ nghĩ là ô chắc là nó đẻ ra nó cụt đuôi luôn. Mình mới bảo là ơ thế thì chó này hay quá nhở. Đấy, sau khi mà mình nuôi một thời gian nhá, mình mới biết là đây 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 các bạn, đuôi nó sinh ra nó dài như này này, đó đó. Đây, như các bạn có thể thấy là hôm nay là ngày thứ 5 rồi, các em chó nhà mình nó mới đẻ ra thì nó rất là bụ đây. Công chăm sóc lần này đây, nhìn cái chân cái tay nó này đó, các bạn thấy không, chân tay nó này đấy. Nói về là cụt đuôi các thứ ấy thì Hầu như là dòng chó nào sinh ra cũng đầy đủ cái đuôi của nó và đuôi chúng rất là dài. Và chỉ khi chúng ta có tác động ngoài gọi là tác động vật lý vào cái đuôi của chúng nó thì nó mới ngắn lại thôi. tức là mọi người đã phải xử lý cái đuôi này từ khi mà còn nhỏ ấy thì chúng nó mới cụt đuôi được. Đấy, đây mấy nhà mình đây này, đây năm em này, thì hôm nay là mình sẽ cắt đuôi cho đàn đàn này của nhà mình. Đây, dụng cụ cắt đuôi thì còn nó có những cái này là các bạn, một cái nẹp này với lại một cái thuốc đỏ. Thuốc đỏ này thì mình vừa để mình nó đổ ra đây, mình vừa thay đây, nó đỏ lọt như này, này. Đó. Và lý do tại sao lại phải cắt đuôi thì lát nữa trong cái quá trình mà mình cắt thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Thì hôm nay là ngày 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 thứ năm rồi. Ngày xưa là mình xem được ở trên mạng ấy là người ta bảo là cắt khoảng đâu đó là ngày thứ ba, nhưng mà mình cứ để cho nó già già hơi dừ dừ mấy cái con nhỏ nhỏ này một tí. Đấy, như vậy mấy bạn bạn nhỏ này một tí này để cho nó khỏe chó ấy. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ cắt đuôi luôn. Đây như các bạn có thể thấy này, ui chết chết. Đây là bé này, bé màu xám nhé. Đấy, clip sau mình sẽ chia sẻ với mọi người là chó poodle màu xám nó sẽ thay đổi lông như thế nào. Còn bây giờ là mình sẽ phải vệ sinh qua cái tay này. Để cắt đuôi cho nó, mình phải vệ sinh qua cái tay này đã. Đây, mình sẽ cắt cắt 2 phần 3 này. Đây, cắt tầm này. Đấy, xong mình kẹp lại. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Đấy, mình cứ xoay xoay này thôi. Ui, ui. Ui. Đau quá không? Đây. Nó còn đây, nó còn cái gân này. Rồi xong rồi đây đấy, trời ơi thương thế. Cắt này thì hơi dã man một tí nhưng mà cắt đi nó mới đẹp được các bạn ạ. Sau đó thì mình sẽ đổ vào, thật thật cắt đi nó mới đẹp được. Ui. Đấy, chấm chấm vào, xong xong một em đấy. Khi mà mình để đến ngày thứ năm này thì nó như kiểu nó khỏe chó, nó đỡ, nó không kêu lắm ấy. Đấy, xong một em. Ok, đến em thứ hai. Ui, mình cứ cắt 2 phần 3 lên đây. Đau. Thì tại sao mình lại cắt đuôi cho dòng mấy cái con chó con nhà mình? Tại vì là thường thường khi mà chó phút đồ ấy, nhất là chó phút đồ nhà mình rất là nhiều lông,
khi mà nó vẫy vẫy các thứ ấy, thì thứ nhất là nó gọn gàng hơn, cái lông lá mình cắt đi nó gọn gàng hơn. Thứ hai nữa là cái giá trị nghệ thuật ấy. Đấy, khi mà đuôi nó ngắn thì nhìn sơ bộ là con chó nó sẽ đẹp hơn. Thế nên là mình đã cắt đuôi cho nó. Không sao, xong rồi, ui rồi, thương thế, xong rồi. Đó, được hai em rồi nhá. Ngày xưa mình sợ lắm. Cắt này, mỗi lần cắt, ui rồi, bảo. Thật mỗi lần cắt là rất là sợ. Kiểu cảm giác như là tàn sát con chó ấy. Nhưng mà đến bây giờ thì như kiểu là quen rồi, mấy lần quen rồi, thế là bây giờ nó thành bình thường. Đấy, cắt này ngắn quá không nhỉ? Cắt đuôi cho chó thì có sao không? Đối với mình tìm hiểu thì mình đọc qua sách báo rất là nhiều rồi, thì cắt đuôi không có vấn đề gì lớn lao cả. Ở đây thì mình thích thì mình cắt thôi. Đấy, chứ nếu là mọi người nào mà không thích thì vẫn cứ để, vẫn không có vấn đề gì cả. Nó không ảnh hưởng đến một tí gì con chó, lớn vẫn bình thường và khỏe vẫn bình thường. Đấy. Rồi. Đã xong. Đây. Tổng cộng là 4 cái đuôi này đây các bạn. 1 đuôi, 2 đuôi, 3 đuôi, 4 đuôi. Đấy. Đó, và đây là lý do tại sao lại những cái con chó mà poodle hay là có corgi các thứ ấy là nó bị mất đuôi. Nó bị cụt đuôi ngắn ngắn như này này. Đấy. Là do là mình cắt đuôi và mình xử lý ngay từ cái lúc nhỏ nhỏ như này này. Đó, như thế là xong. Úi giời, nó cắt xong nó kêu này. Nó sẽ cắt xong nó kêu rồi. Ui trời ơi, trời đất ơi. Đâu, em ăn mập nào. Mà thấy con kêu mà cứ nằm tơ hơ như này á, mập. Hả? Ừ, nó đau đấy, cắt xong là đau đấy. Đây, cho nó bú luôn. Ok, đấy. Đây, bạn này vừa cắt xong là nằm im luôn rồi này. Đấy, như các bạn thấy là chó nhà mình nhá, rất là bụ này. Đấy, chó rất là bụ. Thì thôi, clip sau mình sẽ chia sẻ với các bạn là cho những cái con chó với lại bú bình như nào ấy, bú bình như nào cho nó hiệu quả ấy. Tại vì đây, bọn này vừa được 5 ngày thì hôm qua là bắt đầu là mình thấy là hiện tượng là con mập nó hết sữa. Đấy, hết sữa rồi này. Đây. Đó, thì clip sau mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là chó nó bú bình thế nào, với lại chia sẻ cho các bạn là cái quá trình phát triển của một con chó phu đồ xám. Ok. Thôi, đến video này là kết thúc. Đấy. Thì video này mình cũng chia sẻ với các bạn là đấy, mẹ chó con vuông. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau. Xin chào.